Hôm trước có một bạn hỏi mình về cách tổ chức hoạt động vẽ bóng cho bé ở mầm non. Thì hoạt động này khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần chọn một vị trí ngồi cho bé ngồi mà không bị nắng quá, chuẩn bị giấy bút cho bé để bé vẽ. Và đặc biệt giấy thì các bạn nên kê vào vật thể cứng để các bé có thể kê và làm giá đỡ luôn. Khi vẽ thì các bé để giấy ở phía dưới của vật thể để ánh nắng từ phía trên chiếu xuống. Và hoạt động này khá là thú vị ở chỗ là các bé có thể vẽ theo hình thù tưởng tượng của các bé. Đặc biệt nếu như đối với các bé còn nhỏ thì các cô nên chuẩn bị bàn ở phía dưới vật thể cần vẽ cho các bé, và nhớ chuẩn bị mũ cho bé để bé tránh được các cái nắng cắt của mùa hè.